Con vì muốn biết rõ cảnh giới tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn chứng nhập quả vị bình đẳng của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn phát đại nguyện của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn viên mãn đại nguyện của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn đầy đủ trí huệ quang minh của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn thành tựu các hạnh của tất cả chư Phật tu mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn đắc được thần thông của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, con vì muốn đầy đủ các lực của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, còn vì muốn đắc được vô úy của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Ở trên là đủ thứ nhân duyên của thiện tài đồng tử muốn đạt được mà phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn nghe pháp của tất cả chư Phật, vì muốn thọ pháp của tất cả chư Phật, vì muốn trì pháp của tất cả chư Phật, vì muốn hiểu pháp của tất cả chư Phật, vì muốn hộ pháp của tất cả chư Phật. Còn vì muốn nghe hết thảy pháp của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, còn vì muốn thọ pháp của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, còn vì muốn trì pháp của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, còn vì muốn thấu hiểu pháp của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm, còn vì muốn hộ trì pháp của tất cả chư Phật mà phát Bồ Đề Tâm. Ở trên là thiện tài đồng tử muốn nghe tất cả Phật pháp nên muốn khánh tận nguồn pháp. Vì muốn đồng một thể với tất cả các Bồ Tát, vì muốn đồng căn lành không khác với tất cả các Bồ Tát, vì muốn viên mãn ba la mật của tất cả Bồ Tát, vì muốn thành tựu sự tu hành của tất cả Bồ Tát, vì muốn sinh ra nguyện thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, vì muốn đắc được tạng oai thần của tất cả chư Phật Bồ Tát, vì muốn đắc được pháp tạng vô tận trí huệ đại quang minh của tất cả Bồ Tát, vì muốn đắc được tạng tam muội rộng lớn của tất cả Bồ Tát, vì muốn thành tựu vô lượng vô số tạng thần thông của tất cả Bồ Tát, vì muốn dùng tạng đại bi giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, đều khiến rốt ráo đến bờ mé, vì muốn hiển hiện tạng thần biến, vì ở trong tất cả tạng tự tại đều dùng tâm mình đắc được tự tại, vì muốn vào trong tạng thành tịnh dùng tất cả tướng mà trang nghiêm, còn vì muốn đồng một pháp thân với tất cả các chúng Bồ Tát, do đó đồng thể đại bi mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn đồng căn lành không có gì khác với tất cả Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn viên mãn pháp ba la mật đến bờ kia của tất cả Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn thành tựu pháp tu hành của tất cả Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn sinh ra nguyện thanh tịnh của tất cả Bồ Tát đã phát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn đắc được tạng đại oai thần lực của tất cả chư Phật Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn đắc được pháp tạng vô tận trí huệ đại quang minh của tất cả Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn đắc được tạng tam muội rộng lớn của tất cả Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn thành tựu vô lượng vô số tạng thần thông của tất cả Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn dùng tạng đại bi giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh đều khiến cho họ rốt ráo đến bờ mé mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn hiển hiện tạng thần thông biến hóa mà phát tâm Bồ Đề, còn vì ở trong tất cả tạng tự tại hoàn toàn đều dùng tâm mình đắc được tự tại mà phát tâm Bồ Đề, còn vì muốn chứng nhập trong tạng thanh tịnh dùng tất cả tướng mà trang nghiêm cõi nước chư Phật mà phát tâm Bồ Đề. Ở trên là thiện tài đồng tử muốn bằng Bồ Tát hạnh mà phát tâm Bồ Đề. Đức Thánh, nay con dùng tâm như vậy, ý như vậy, ưa thích như vậy, muốn như vậy, cầu mong như vậy, suy ngẫm như vậy, tôn trọng như vậy, phương tiện như vậy, rốt ráo như vậy, khiêm hạ như vậy mà đến chỗ Đức Thánh. Đức Thánh, nay con dùng tâm như vậy, ý như vậy, ưa thích như vậy, muốn như vậy, cầu mong như vậy, suy ngẫm như vậy, tôn trọng như vậy, phương tiện như vậy, rốt ráo như vậy, khiêm hạ như vậy mà đến chỗ đạo tràng của Đức Thánh. Còn nghe Đức Thánh khéo dạy dỗ các chúng Bồ Tát hay dùng phương tiện xiển minh sở đắc chỉ bày con đường ban cho cầu đò truyền thọ pháp môn, khiến cho trừ diệt mê hoặc điên đảo chướng ngại, nhổ mũi tên do dự, cắt lưỡi mê hoặc, xoay tâm rừng rậm, rửa tâm dơ đục, khiến cho tâm sạch trắng, làm cho tâm thanh tịnh, tránh tâm xiểm khúc, tuyệt tâm sinh tử, dừng tâm bất thiện, giải tâm chấp trước. Đối với chỗ chấp trước khiến tâm giải thoát, đối với chỗ nhiễm ái làm tâm động chuyển, khiến cho họ sớm nhập vào cảnh nhất thiết trí, khiến cho họ sớm đắc được pháp thành vô thượng, khiến cho chủ đại bi, khiến cho chủ đại từ, khiến cho vào Bồ Tát hạnh, khiến cho tu môn tam muội, khiến cho nhập chứng vị, khiến cho quán pháp tánh, khiến cho tăng trưởng lực,
khiến cho tu tập hạnh khắp tất cả tâm được bình đẳng. Xin nguyện Đức Thánh, vì con tuyệt nói Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo, tùy sự tu tập mau được thanh tịnh, mau được thấu rõ. Còn nghe có người nói Đức Thánh khéo dạy dỗ tất cả đại chúng Bồ Tát hay dùng pháp môn phương tiện, xiển minh xả đắc chỉ bày con đường ban cho cầu đỏ, lại truyền thọ pháp môn khiến cho hết thảy mọi người trừ diệt mê hoặc điên đảo chướng ngại, nhổ mũi tên độc do dự, cắt đứt lưới mê hoặc, chiếu soi tâm rừng rậm, rửa sạch tâm dơ đục, khiến cho tâm sạch trắng, làm cho tâm khôi phục lại thanh tịnh, tránh tâm xiểm khúc. Do đó có câu tâm thẳng là đạo tràng, không còn tư tưởng nịnh bợ xiểm khúc, tuyệt tâm sinh tử, dừng tâm bất thiện, không làm các điều ác, làm các việc lành, hiểu rõ đạo lý tâm chấp trước. Đối với chỗ chấp trước khiến tâm không còn chấp trước mà được giải thoát. Đối với chỗ nhiễm ái làm tâm động chuyển, khiến cho họ sớm nhập vào cảnh giới nhất thiết trí, khiến cho họ sớm đắc được pháp thành vô thượng, khiến cho họ trụ tâm đại bi, khiến cho họ trụ tâm đại từ, khiến cho họ vào Bồ Tát hạnh, khiến cho họ tu pháp môn tam muội, khiến cho họ nhập chứng quả vị, khiến cho họ quán sát tất cả pháp tánh không dao động, khiến cho họ tăng trưởng tất cả lực, khiến cho họ tu tập tất cả hạnh, khắp tất cả tâm được bình đẳng không có phân biệt. Còn xin nguyện Đức Thánh, vì con tuyên nói đạo lý này, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát đạo, tùy sự tu tập của họ mau được thanh tịnh, mau được thấu rõ. Bấy giờ trường giả giải thoát, do nhờ sức căn lành quá khứ oai lực của Đức Phật, sức nghĩ nhớ của văn thủ sư lợi đồng tử, nên liền nhập vào môn tam muội Bồ Tát tên là Phổ Nhiếp, tất cả cõi Phật vô biên toàn Đà La Ni. Lúc đó trường giả giải thoát, do nhờ sức căn lành quá khứ oai lực của Đức Phật, sức nghĩ nhớ của văn thủ sư lợi đồng tử, nên lập tức chứng nhập vào môn tam muội Bồ Tát tên là Phổ Nhiếp, tất cả cõi Phật vô biên toàn Đà La Ni. Đây là trưởng giả giải thoát phổ nhiếp các cõi ở trong thân, do tâm trí xưng tánh đồng trì khiến như thể dụng toàn chuyển diệu dụng vô ngại. Nhập vào tam muội đó rồi đắc được thần thành tịnh ở trong thân đó, hiện hiện 10 phương, mỗi phương đều có các đức Phật nhiều nhất số hạt bụi cõi Phật và cõi nước Phật, chúng hội đạo tràng đủ thứ quang minh, các việc trang nghiêm cũng hiện các đức Phật đó. Thuở xưa sở hành thần thông biến hóa, tất cả đại nguyện pháp trợ đạo, các hạnh xuất ly thanh tịnh trang nghiêm, cũng hiện chư Phật thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân giáo hóa chúng sinh. Tất cả như vậy ở trong thân đó thể đều hiện hiện ra, không có sự chướng ngại. Trưởng giả giải thoát nhập vào tam muội đó rồi, liền đắc được thân thanh tịnh không nhiễm, ở trong thân đó hiện hiện 10 phương, mỗi phương đều có các đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật và cõi nước Phật, chúng hội đạo tràng đủ thứ quang minh, các việc trang nghiêm, lại thị hiện các đức Phật đó. Thuở xưa sở hành tất cả thần thông biến hóa, phát tất cả đại nguyện pháp môn trợ đạo, các hạnh môn xuất ly ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cũng tu pháp thanh tịnh trang nghiêm, lại thị hiện chư Phật thành chánh đẳng chánh giác, chuyển bánh xe diệu pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh chấm dứt sinh tử. Đủ thứ tất cả sự việc như vậy ở trong thân trường giả giải thoát thầy đều hiện hiện ra, không có bất cứ sự chướng ngại gì. Đủ thứ hình tướng, đủ thứ lớp, như sửa mà trụ, chẳng tạp loạn nhau. Đó là đủ thứ cõi nước, đủ thứ chúng hội, đủ thứ đạo tràng, đủ thứ nghiêm sức, trong đó chư Phật hiện đủ thứ thần lực. Lập đủ thứ thừa đạo, bày đủ thứ nguyện môn, hoặc ở nơi một thế giới cùng đâu xuất mà làm Phật sự, hoặc ở nơi một thế giới ẩn cùng đâu xuất mà làm Phật sự. Như vậy hoặc có trụ thai, hoặc lại đản sinh, hoặc ở trong cung, hoặc lại xuất gia, hoặc đến đạo tràng, hoặc phá ma quân, hoặc chư thiên long cung kính vây quanh, hoặc các thế chủ thỉnh cầu thuyết pháp, hoặc truyền bánh xe pháp, hoặc vào niết bàn, hoặc chưa xá lợi, hoặc xây chùa tháp. Các như lai đó ở trong đủ thứ chúng hội, đủ thứ thế gian, đủ thứ cõi sinh, đủ thứ gia tộc, đủ thứ dục lạc, đủ thứ nghiệp hạnh, đủ thứ tiếng nói, đủ thứ căn tánh, đủ thứ phiền não tùy miên tập khí, trong các chúng sinh, hoặc nơi đạo tràng vi tế, hoặc nơi đạo tràng rộng lớn, hoặc nơi đạo tràng rộng một do tuần, hoặc nơi đạo tràng rộng 10 do tuần, hoặc nơi đạo tràng rộng bất khả thuyết do tuần, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Dùng đủ thứ thần thông, đủ thứ lời lẽ, đủ thứ âm thanh, đủ thứ pháp môn, đủ thứ môn tổng trì, đủ thứ môn biện tài, dùng đủ thứ biển thánh đế, đủ thứ vô úy đại sư tử hống, nói các chúng sinh, đủ thứ can lành, đủ thứ nghĩ nhớ, thọ đủ thứ Bồ Tát ký, nói đủ thứ các Phật pháp. Ở trong thân trường giả giải thoát,
hiện ra đủ thứ hình tướng, đủ thứ lớp, y chiếu như xưa mà trụ chẳng tạp loạn nhau, đó là đủ thứ cõi nước, đủ thứ chúng hội, đủ thứ đạo tràng, đủ thứ nghiêm sức. Trong đó hết thảy tất cả chư Phật hiện ra đủ thứ thần lực, kiến lập đủ thứ thừa đạo, lại thị hiện đủ thứ môn đại nguyện, hoặc ở nơi một thế giới cung đâu xuất trời tri túc mà làm Phật sự, hoặc ở nơi một thế giới ẩn cùng đầu xuất mà làm Phật sự, thị hiện đủ thứ cảnh giới khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm cầu vô thượng đạo. Phật thị hiện trụ thai từ cung trời đâu xuất hạ sinh xuống. Bất cứ một vị Phật nào trước khi thành Phật đều trụ ở nội viện đâu xuất hậu bổ Phật vị, đầy vị Phật trước đó vào niết bàn, sau đó sẽ xuất thế làm Phật. Từ cung trời đâu xuất hạ sinh vào thai mẹ, Phật trụ ở trong thai mẹ cũng giống như ở trong cung điện, chẳng bị sự nhiễm ô. Chúng ta một số người ở trong thai mẹ chẳng giống nhau, ở trong thai giống như ngủ, tất cả đều chẳng biết. Song khi Đức Phật trụ thai thì vẫn vì hết thầy quỷ thần thuyết pháp, giáo hóa tất cả quỷ thần. Cho nên cảnh giới của phàm phu và cảnh giới của chư Phật hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới của người chẳng có trí huệ và cảnh giới của người có trí huệ hoàn toàn khác nhau. Người ngu si suốt ngày đến tối chỉ tạo nghiệp ngu si, người trí huệ thì mỗi ngày đều tu hành nghiệp trí huệ, chẳng tạo nghiệp ngu si. Sự trụ thai của con người trong 12 nhân duyên có nói rất rõ ràng. Trong 12 nhân duyên, thứ nhất là vô minh. Vô minh thì che lấp đi trí huệ vốn có của chúng ta, không còn biết gì nữa, cũng chẳng biết gì là đúng, gì không đúng. Có lúc điên điên đảo đảo, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải, hồ đồ. Vô minh tức là một cái tên khác của hồ đồ. Sự hồ đồ này tức là nam tham nữ ái. Người nam thấy người nữ đẹp thì bị mê hoặc, người nữ thấy người nam đẹp thì cũng bị mê hoặc, sau đó thì hỗ tương sinh ra một thứ tâm ái. Nếu hỏi họ rằng tại sao lại có tâm ái thì họ sẽ trả lời nói không biết. Tại sao? Tức là vì vô minh. Vì vô minh khởi lên thì có hành vi, tức là tánh hành vi nam nữ. Một khi có tánh hành vi thì rơi vào thức. Tình trà huyết mẹ kết hợp với nhau thì có thức. Có thức rồi thì có danh sắc, tức là tên gọi, gọi nó là cái thai. Có danh sắc rồi thì có lục nhập, tức là sinh ra mắt tai mũi lưỡi thân ý. Có lục nhập rồi thì có xúc giác. Đứa bé ở trong bụng mẹ thường có sự xúc chạm với thân thể người mẹ, cho nên đứa bé thường hoan hỉ người đến vỗ về nó, đến ôm bế nó. Có xúc rồi thì có thọ dụng. Có thọ dụng rồi thì sinh ra một thứ ái. Có ái rồi thì sinh ra một thứ thủ. Có thủ rồi thì sinh ra có hữu. Có hữu có rồi thì có sinh. Có sinh thì có già chết. Cho nên 12 nhân duyên này là tương nhân tương tục, hỗ tương trợ giúp. Song một số người chẳng minh bạch 12 nhân duyên này, cho nên sinh tử không ngừng ở trong luân hồi. Đời này mê mỏng đi một chút, đời sau lại mê dày thêm một chút. Càng mê thì càng sâu thì càng mê, sẽ không biết biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Cho nên chuyển tới chuyển lui ở trong luân hồi, lúc lên lúc xuống, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, nhận giả làm thật, nhận giặc làm con, ở tại thế giới ta bà này thật là đáng thương xót. Song vẫn không muốn thoát khỏi, mê chẳng biết quay về, đây là một thứ phiền não của chúng ta, chúng sinh. Chư Phật tuy cũng trụ thai, nhưng chẳng mê hoặc hồ đồ như chúng ta, Ngài là vì giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Vì chúng ta mê mất quá lâu cho nên phải hồi đầu lại, do đó biển khổ không bờ, quay đầu là bến. Đức Phật vì đây mà thị hiện trụ thai, hoặc thị hiện đàn sanh, hoặc thị hiện ở trong cung làm thái tử, hoặc thị hiện xuất gia tu đạo, hoặc thị hiện xuất gia thành đạo, ngồi đạo tràng, hoặc thị hiện phá chúng ma quân, hoặc thị hiện chư thiên long đến cung kính vây quanh, hoặc thị hiện tất cả các ông vua thế gian đến thỉnh cầu thuyết pháp, hoặc thị hiện ở trong đạo tràng truyền bánh xe pháp, hoặc thị hiện vào bát niết bàn, hoặc vào niết bàn rồi đốt thân tiêu già xá lợi, hoặc chúng sinh về Phật xây dựng chùa tháp, hoặc tất cả các Như Lai đó ở trong đủ thứ chúng hội đạo tràng thuyết pháp, hoặc tại thế gian ngửa, thế gian úp, thế gian hình tròn, thế gian hình vuông, đủ thứ thế gian khác nhau vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc đến thọ sinh vào tứ sinh lục đạo các cõi, hoặc xuất thân ở trong đủ thứ gia tộc làm quý tộc hoặc dân nghèo, hoặc thị hiện đủ thứ dục lạc, hoặc thị hiện đủ thứ nghiệp hạnh, hoặc nói đủ thứ tiếng, hoặc hiện đủ thứ căn tánh, hoặc thị hiện đủ thứ phiền não tùy miên tập khí ở trong các chúng sinh, hoặc ở nơi đạo tràng vi tế cực nhỏ, hoặc ở nơi đạo tràng rộng lớn,
Ví như vạn Phật thành là một đạo tràng lớn, đây là đạo tràng chư Phật dự bị cho chúng sinh tu hành, giảng kinh thuyết pháp, hoặc ở nơi đạo tràng rộng một do tuần, hoặc ở nơi đạo tràng rộng 10 do tuần, hoặc ở nơi đạo tràng rộng bất khả thuyết do tuần, nhiều số hạt bụi cõi Phật, đây là chư Phật thị hiện đủ thứ cảnh giới đạo tràng khác nhau để giáo hóa chúng sinh mà vận dụng đủ thứ thần thông. Hiện tại là thời đại mạt pháp, một số người lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải mà nói người tu đạo không thể hiện thần thông. Nếu có thần thông tức là bảng môn tả đạo hoặc là nha sơn, cho nên làm cho một số người nhận làm mắt cá tưởng hạt châu, tưởng đúng mà sai, họ vâng cũng vâng, chẳng biết phải trái, chẳng biết đi đâu theo đâu, do đó làm cho thế giới ngày càng hỗn độn. Vì đa số người xuất gia chẳng nhận thức được đạo lý này, lấy mù dẫn mù, cho nên cũng làm cho một số người tựa đúng mà sai. Vậy cứu kính thần thông có thể hiện hiện chăng? Có thể. Nếu bạn có thần thông, đừng ngại hiện thần thông. Nếu bạn chẳng có thần thông, thì đừng giả trang có thần thông. Nếu không thể hiện thần thông, thì tại sao Phật phải hiện thần thông? Tại sao Bồ Tát hiện thần thông? Tại sao A-la-hán hiện thần thông? Tất nhiên Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều hiện thần thông. Bạn là người có thần thông, tại sao không thể hiện? Không có lý nào, đây là không đúng. Chỉ sợ bạn không có thần thông. Nếu bạn có thần thông thì có thể hiện cho đại chúng nhìn xem. Đây là chủ trương của tôi. Vì tôi chẳng có thần thông, hiện chẳng được thần thông, cho nên tôi muốn người có thần thông hãy hiện thần thông. Người hiện thần thông chẳng phạm pháp, người hiện thần thông chẳng phải là trộm cướp, chẳng phải muốn tống họ vào trong ngục tù, đây là không hợp lý. Cho nên Đức Phật chẳng cho bạn hiện thần thông là vì bạn chẳng có thần thông mà giả trang có thần thông. Nếu bạn có thần thông mà thần thông chẳng phải trộm về, chẳng phải đoạt được thì tại sao không thể hiện? Nếu có thần thông lại không thể hiện, vậy nó làm gì? Đây chẳng phải là biến thành phế vật chăng? Cho nên hy vọng các vị nhận thức cho rõ ràng, đừng có nói những lời lấy đen làm trắng như thế. Nếu không thể hiện thần thông, trong kinh Phật không đáng có hai chữ thần thông này. Tất nhiên hai chữ này tại sao lại không thể hiện? Nói nó để làm gì? Cho nên chúng ta phải nghiên cứu chân lý cho rõ ràng. Chư Phật lại dùng đủ thứ lời lẽ để giáo hóa chúng sinh, đủ thứ âm thanh, đủ thứ pháp môn, đủ thứ môn tổng trì, đủ thứ pháp môn biện tài, đủ thứ biển thánh đế khổ tập diệt đạo. Bốn thánh đế này nghiên cứu ra thì sâu rộng như biển, lại dùng đủ thứ vô úy, đại sư tử hống, do đó có câu bách thú văn chi giai não liệt, để dễ nói đủ thứ căn lành của các chúng sinh, đủ thứ nghĩ nhớ của chúng sinh, thọ đủ thứ Bồ Tát ký biệt hiệu, nói đủ thứ pháp môn của chư Phật nói. Hết thảy lời nói của các Như Lai đó, thiện tài đồng tử, đều nghe lãnh thọ được, cũng thấy tam muội thần thông không thể nghĩ bàn của chư Phật và các Bồ Tát. Tất cả những lời nói của các Như Lai đó, thiện tài đồng tử đều nghe được, lãnh thọ được, lại thấy tam muội thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của chư Phật và các Bồ Tát. Các vị hãy nghĩ xem, nếu thần thông không thể hiển hiện thì tại sao trong kinh Phật thường có hai chữ thần biến này? Đây chẳng phải là biến thành phế vật chăng, dư thừa chăng? Cho nên chúng ta phải như chân lý hiểu cho rõ ràng. Đừng có người sao mình cũng vậy mà chẳng nghiên cứu khảo nghiệm thêm. Ví như nghe người ta nói lễ Phật tốt có thể phát tài thăng quan tiến chức, làm ăn kiếm được nhiều tiền. Đây nói thẳng ra là chửi người. Nếu bạn lễ Phật, Phật bảo hộ cho bạn phát tài thăng quan tiến chức kiếm được nhiều tiền, như vậy chẳng phải Phật đã biến thành người tham ô hối lộ chăng? Nếu bạn lại một lại thì Phật bảo hộ bạn, còn nếu bạn không lại thì Phật không bảo hộ bạn, như vậy chẳng phải Phật có tâm phân biệt chăng? Phật rất là bình đẳng, bạn đối với Ngài tốt Ngài cũng vậy, bạn đối với Ngài không tốt Ngài cũng vậy. Ngài chẳng vì bạn lại Ngài một lại thì Ngài bảo hộ bạn. Tất cả đều cát tường như ý. Để nói thẳng là mắng Phật. Bạn cho rằng Phật cũng tham ô giống như bạn chăng? Đây là sai lầm. Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật bảo hộ người thiện mà chẳng bảo hộ người ác. Do đó có câu, đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành. Nếu bạn cứ làm các điều ác thì Phật cũng không thể bảo hộ bạn. Xong nói đi rồi nói lại, kỳ thật chẳng phải Phật bảo hộ bạn mà là chính bạn tự bảo vệ mình. Chính bạn đi trên con đường lành thì tự nhiên tất cả đều cát tường gặp hung hóa cát. Chính bạn đi trên con đường ác thì tự nhiên sẽ nhiều tai nhiều nạn, tất cả không thuận lợi. Cho nên người học Phật đừng có mê tín, đừng có nịnh bợ Phật.
Bấy giờ trưởng giả giải thoát từ tăng muội dậy bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đã nhập xuất môn giải thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm. Lúc đó trưởng giả giải thoát từ tăng muội dậy bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đã nhập xuất môn giải thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm. Một, Như Lai vô ngại trang nghiêm có 5 ý nghĩa. Một, tất cả Như Lai đều đủ tất cả trang nghiêm. Hai, mỗi mỗi Như Lai khắp vô ngại với nhau. Ba, tất cả Như Lai trang nghiêm đều nhập vào thân trưởng giả. Bốn, trưởng giả thấy triệt biển Phật mười phương. Năm, trưởng giả trí trì chẳng lấy làm ngại. Thiện nam tử, khi ta nhập xuất môn giải thoát này thì liền thấy thế giới Diêm Phủ Đàn Kim Quang Minh ở phương Đông, Đức Như Lai Long Tự Tại Vương ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Tỷ Lô Giá Na Tạng làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Tốc Đạt Lực ở phương Nam, Như Lai Phổ Hương ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Tâm Vương làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Hương Quang ở phương Tây, Như Lai Tu Di Đằng Vương ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Vô Ngại Tâm làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Ca Sa Tràng ở phương Bắc, Như Lai Bất Khả Hoại Kim Cang ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Kim Cang Bổ Dũng Mãnh làm thượng thủ. Thiện nam tử, khi ta nhập xuất môn giải thoát này thì liền thấy thế giới Diêm Phủ Đàn Kim Cang Quang Minh ở phương Đông có vị Phật Long Tự Tại Vương đang ở đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạo tràng của ngài có đại chúng hội vây quanh, có vị Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Tạng làm thượng thủ pháp hội. Lại thấy thế giới Tốc Đạt Lực ở phương Nam có vị Phật Phổ Hương đang ở đó thành chánh đẳng chánh giác, đang ở đó giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, có đạo tràng chúng hội vây quanh, có vị Bồ Tát Tâm Vương làm thượng thủ pháp hội. Lại thấy thế giới Hương Quang ở phương Tây có vị Phật Tu Di Đăng Vương cũng thành tựu chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Vô Ngại Tâm làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Ca Sa Tràng ở phương Bắc có vị Phật Bất Khả Hoại Kim Cang đang ở đó thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Kim Cang Bộ Dũng Mãnh làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Nhất Thiết Thượng Diệu Bảo ở phương Đông Bắc, Như Lai Vô Sở Đắc Cảnh Giới Nhãn ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Vô Sở Đắc Thiện Biến Hóa làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Hương Diệm Quang Âm ở phương Đông Nam, Như Lai Hương Đăng ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Kim Cang Diệm Huệ làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Trí Huệ Nhật Phổ Quang Minh ở phương Tây Nam, Như Lai Pháp Giới Luân Tràng ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Hiện Nhất Thiết Biến Hóa Tràng làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Hít Phổ Thanh Tịnh ở phương Tây Bắc, Như Lai Nhất Thiết Phật Bảo Cao Thắng Tràng ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Pháp Tràng Vương làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Phật Thứ Đệ xuất hiện vô tận ở phương trên, Như Lai Vô Biên Trí Huệ Quang Viên Mãn Tràng ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Pháp Giới Môn Tràng Vương làm thượng thủ. Lại thấy thế giới Phật Quang Minh ở phương dưới, Như Lai Vô Ngại Trí Tràng ứng chánh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Nhất Thiết Thế Gian Sát Trang Vương làm thượng thủ. Trưởng giả giải thoát lại nói: Lại thấy thế giới Nhất Thiết Thượng Diệu Bảo ở phương Đông Bắc có vị Phật Vô Sở Đắc Cảnh Giới Nhãn đang ở đó thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong đạo tràng chúng hội có vô lượng đại chúng vây quanh ngài, Bồ Tát Vô Sở Đắc Thiện Biến Hóa làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Hương Diệm Quang Âm ở phương Đông Nam có vị Phật Hương Đăng đang ở đó thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Kim Cang Diệm Huệ làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Trí Huệ Nhật Phổ Quang Minh ở phương Tây Nam có vị Phật Pháp Giới Luân Tràng đang ở đó thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Hiện Nhất Thiết Biến Hóa Tràng làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Phổ Thanh Tịnh ở phương Tây Bắc có vị Phật Nhất Thiết Phật Bảo Quang Bảo Cao Thắng Tràng đang ở đó thành tựu chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Pháp Tràng Vương làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Phật Thứ Đệ xuất hiện vô tận ở phương trên có vị Phật Vô Biên Trí Huệ Quang Viên Mãn Tràng đang ở đó thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Pháp Giới Môn Tràng Vương làm thượng thủ trong pháp hội. Lại thấy thế giới Phật Quang Minh ở phương dưới có vị Phật Vô Ngại Trí Tràng đang ở đó thành tựu chánh đẳng chánh giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Nhất Thiết Thế Gian Sát Trang Vương làm thượng thủ trong pháp hội đại chúng.
Thiện nam tử, ta thấy 10 phương như vậy, mỗi phương đều có các Như Lai, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Các Như Lai đó chẳng đi đến đây, ta cũng chẳng đến đó. Thiện nam tử, ta nhìn thấy 10 phương như vậy, mỗi phương đều có các Như Lai, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Các Như Lai đó chẳng đi đến đây, ta cũng chẳng đến thế giới của Đức Phật đó. Vì thể tướng chẳng đến chẳng đi, chỉ tâm thấy. Nếu ta muốn thấy thế giới an lạc của A-di-đà Như Lai thì tùy ý liền thấy. Nếu ta muốn thấy thế giới trên đàn của Kim Cang Quang Minh Như Lai, thế giới diệu hương của Bảo Quang Minh Như Lai, thế giới liên hoa của Bảo Liên Hoa Quang Minh Như Lai, thế giới diệu kim của Tịch Tĩnh Quang Như Lai, thế giới diệu hỷ của Bất Động Như Lai, thế giới thiện trụ của Sư Tử Như Lai, thế giới kính quang minh của Nguyệt Giác Như Lai, thế giới bảo sư tử trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tất cả như vậy, thầy đều liền thấy được. Tuy nhiên, Phật cũng chẳng đến đây, mà ta cũng chẳng đến thế giới của các Đức Phật đó, nhưng đó đây thấy nhau rõ ràng, chẳng có tơ hào chướng ngại. Nếu ta muốn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, thì chỉ cần tác ý tùy tâm tưởng thì liền thấy ngay. Nếu ta muốn thấy thế giới chiên đàn của Đức Phật Kim Cang Quang Minh, thế giới diệu hương của Đức Phật Bảo Quang Minh, thế giới liên hoa của Đức Phật Bảo Liên Hoa Quang Minh, thế giới diệu kim của Đức Phật Tịch Tĩnh Quang, thế giới diệu hỷ của Đức Phật Bất Động, thế giới thiện trụ của Đức Phật Sư Tử, thế giới kính quang minh của Đức Phật Nguyệt Giác, thế giới bảo sư tử trang nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tất cả chư Phật như vậy, thầy đều liền thấy ngay. Do đó, trong kinh có câu, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Đây tức là nói rõ tâm tức Phật, lại trong kinh có nói, như tâm Phật cũng thế, như Phật chúng sinh vậy, nên biết Phật với tâm, thể tánh đều vô tận. Tức cảnh tức là tâm, tâm tức là Phật, không cảnh không Phật vậy, các đức Như Lai đó chẳng đến đây, thân ta cũng chẳng đi đến đó, biết tất cả chư Phật với tâm ta, thảy đều như mộng, biết tất cả chư Phật như hình bóng, tâm mình như nước, biết hết thảy sắc tướng của tất cả chư Phật với tâm mình, thảy đều như huyễn, biết tất cả chư Phật với tâm mình, thảy đều như vang, ta biết như vậy, nghĩ nhớ như vậy, hết thảy chư Phật đều do tâm mình. Các đức Như Lai đó cũng chẳng đến chỗ ta, mà thân ta cũng chẳng đi đến chỗ các đức Phật đó. Ta biết tất cả chư Phật với tâm ta, thảy đều như mộng, chỉ là một thứ cảnh giới không chân thật, như huyễn, như hóa. Lại biết tất cả chư Phật giống như hình bóng, tâm mình như nước. Do đó có câu, Phật Pháp Thanh Lương Nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Lại biết hết thảy sắc tướng của tất cả chư Phật với tâm mình, thảy đều như huyễn chẳng tồn tại. Đây là ví dụ đạo lý không có vô ngại. Lại biết tất cả chư Phật với tâm mình, thảy đều như tiếng vang. Đó đây cảm ứng đạo giao, do đó có câu, dùng tâm làm duyên mà Phật vang ứng. Phật không phân biệt, dùng Phật làm duyên mà tâm thấy Phật, tâm đi đến đâu. Ta biết như vậy, nghĩ nhớ như vậy mà thấy tất cả chư Phật, thảy đều do tâm mình mà hiện ra. Thiện nam tử, nên biết Bồ Tát tu các Phật Pháp tịnh cõi nước chư Phật, tích tập diệu hạnh, điều phục chúng sinh, phát đại thệ nguyện, vào nhất thiết trí, du hí tự tại, môn giải thoát không thể nghĩ bàn, đắc được Phật Bồ Đề hiện đại thần thông, đi đến khắp tất cả 10 phương Pháp giới, dùng trí vi tế vào khắp các kiếp, tất cả như vậy, đều do tâm mình. Thiện nam tử, ông nên biết tất cả Bồ Tát tu hành, tất cả Phật Pháp, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật, tích tập đủ thứ công đức diệu hạnh, dùng đủ thứ oai đức để điều phục hết thảy chúng sinh, đó đều do quá khứ. Họ đã phát đại thệ nguyện và hiện tại phát đại thệ nguyện. Họ nhập vào nguồn nhất thiết trí, du hí tự tại, ở tại thế giới này chẳng chấp trước, không có gì lưu luyến, chẳng có tư tưởng buông xả chẳng đặng. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, môn giải thoát không thể nghĩ bàn. Họ đắc được Phật Bồ Đề hiện ra đại thần thông, đi đến khắp tất cả 10 phương tận hư không khắp pháp giới. Họ dùng trí vi tế vào khắp các kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Tất cả đủ thứ như vậy đều do tâm mình hiện ra. Bởi vậy, thiện nam tử nên dùng pháp lành phù trợ tâm mình, nên dùng nước pháp thấm nhuần tâm mình, nên nơi cảnh giới tịnh trị tâm mình, nên dùng tinh tấn kiên cố tâm mình, nên dùng nhẫn nhục san bằng tâm mình, nên dùng trí chứng trắng sạch tâm mình, nên dùng trí huệ sáng lợi tâm mình, nên dùng Phật tự tại khai phát tâm mình, nên dùng bình đẳng của Phật rộng lớn tâm mình, nên dùng 10 lực của Phật chiếu soi tâm mình. Bởi vậy, thiện nam tử,
Ông nên dùng pháp lành, đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành để phù trợ tâm mình, khiến cho tâm mình tăng trưởng từ bi hỷ xả. Đoạn kinh văn này các vị nên chú ý, chúng ta tu hành nên chiếu theo kinh văn nói mà đi làm, để chẳng những chỉ vì thiện tài nói, mà là vì các bạn, tôi và họ, những người đang nghe kinh Hoa Nghiêm mà nói. Người tu đạo nên dùng pháp lành để phù trợ tâm mình, nên dùng đạo lý, Phật pháp và trí huệ để thấm nhuần tâm mình, nên dùng tất cả cảnh giới để tịnh trị tâm mình. Phải thọ nhận khi cảnh nghịch đến, đương đầu với tất cả cảnh giới. Phải tịnh trị tâm mình, tức cũng là khắc kỷ phục lễ, khắc phục được tư dục của chính mình, cách vật trí chi, cách trừ vật dục của chính mình. Nếu chúng ta tịnh trị được tâm mình, thì nhất định sẽ khai ngộ. Tịnh trị tâm mình, tức cũng là đừng khởi vọng tưởng, đừng có dục niệm, đừng có tà chi tà kiến, đừng có tự tư tự lợi, phải có tâm đại công vô tư, nên dùng tinh tấn để kiên cố tâm mình. Chúng ta tu đạo phải tinh tấn, càng tinh tấn đừng có tư tưởng thối lùi, như vậy cần phải có sức lực kiên cố, có hoàng nguyện kim cang bất hoại, nên dùng pháp môn nhẫn nhục để san bằng tâm mình, phải quang minh lỗi lạc, chẳng có đen tối. Chúng ta người tu đạo phải thân thể lực hành để tu pháp môn nhẫn nhục này, nhẫn điều mà người khác không nhẫn được, làm điều mà người khác không làm được, nhường cho người điều mà người khác không nhường được. Có người nói, hòa thượng tôi muốn nhẫn, nhưng khi cảnh giới đến thì tôi không chịu được. Đó là vì bạn chẳng có công phu, nếu có công phu thì sao lại chẳng chịu được. Tu hành chẳng phải là nói ngoài miệng, phải cung hành thực tiễn, nên dùng trí huệ chứng được đạo tâm, rửa tâm tịnh lự, chẳng còn chút dơ bẩn nào. Lại nên dùng kiếm bát nhã trí huệ để sáng lợi tâm mình, phá tất cả vô minh, đối với tất cả phiền não đều có thể ngân nhận mà giải. Nên dùng Phật tự tại vô ngại để khai phát trí huệ tâm mình. Nên dùng bình đẳng của Phật để rộng lớn tâm mình. Chúng ta đừng chỉ biết có mình mà chẳng biết có người khác. Phải đối với tất cả hết thảy đều bình đẳng. Phải chân chánh minh lý, chân chánh đại công vô tư, khiến cho tâm mình rộng lớn vô ngại. Nên dùng 10 trí huệ lực của Phật để chiếu soi tâm mình, chẳng khiến cho tâm mình ngu si. Thiện nam tử, ta chỉ ở nơi môn giải thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm này mà được nhập xuất, như các đại Bồ Tát được trí vô ngại, trụ hạnh vô ngại, thường thấy được tam muội của tất cả chư Phật, được tam muội chẳng trụ bờ mé niết bàn, thấu đạt cảnh giới tam muội phổ môn, nơi pháp ba đời thảy đều bình đẳng, khéo phần thân khắp tất cả cõi, trụ nơi cảnh giới bình đẳng của chư Phật, cảnh giới mười phương thảy đều hiện tiền, trí huệ quán sát thảy đều thấu rõ, ở trong thân đều hiện tất cả thế giới thành hoại, mà nơi thân mình và các thế giới không sinh hai tưởng. Những diệu hạnh như vậy mà ta làm sao biết được, nói được. Thiện nam tử, ta chỉ ở nơi môn giải thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm này, đã minh bạch mà được nhập vào tam muội này và xuất tam muội này, như tất cả các đại Bồ Tát đắc được trí huệ vô ngại, trụ hạnh vô ngại, đắc được thường thấy tam muội của tất cả chư Phật, đắc được tam muội chẳng trụ bờ mé niết bàn, thấu đạt cảnh giới tam muội phổ môn, nơi pháp ba đời quá khứ hiện tại vị lai thảy đều bình đẳng, kéo phần thân khắp tất cả cõi, trụ nơi cảnh giới bình đẳng của chư Phật, cảnh giới mười phương thảy đều hiện tiền ở trước mắt, dùng trí huệ quan sát thảy đều thấu rõ thật tướng của các pháp, ở trong thân đều hiện tất cả thế giới thành trụ hoại không, mà nơi bản thân mình và các thế giới không sinh hai tưởng. Những diệu hạnh như vậy, đủ thứ cảnh giới vô ngại của chư Phật Bồ Tát mà ta làm sao biết được, diễn nói được. Cho nên người hãy đi đến chỗ vị thiện tri thức khác để thưa hỏi, người sẽ được lợi ích rất lớn. Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam đến bờ Diêm Phủ Đề, có một cõi nước tên là Ma Lợi Giả La. Ở đó có vị tỳ kheo tên là Hải Tràng. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, từ đây đi về hướng nam đến bờ Diêm Phủ Đề, có một cõi nước tên là Ma Lợi Giả La. Ở đó có vị tỳ kheo tên là Hải Tràng. Người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Ngài sẽ vì người mà nói. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ trưởng giả giải thoát, đi nhiễu bên phải quán sát, tán thán khen ngợi, suy ngẫm chiêm ngưỡng buồn rầu rơi lệ, một lòng nghĩ nhớ nương thiện tri thức, phụng thờ thiện tri thức, cung kính thiện tri thức, nhờ thiện tri thức mà thấy được nhất thiết trí, nơi thiện tri thức chẳng sinh trái nghịch, nơi thiện tri thức tâm không rùa rối, nơi thiện tri thức tâm thường tùy thuận,
Nơi thiện tri thức khởi tưởng là mẹ hiền, vì xả lìa tất cả pháp vô ích. Nơi thiện tri thức khởi tưởng là cha lành, vì sinh ra tất cả các pháp lành, rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ trường giả giải thoát, để nhiễu bên phải quán sát, tán thán khen ngợi, suy ngẫm chiêm ngưỡng, buồn rầu rơi lạ. Lúc đó ngài một lòng nghĩ nhớ lời dạy của thiện tri thức rằng, ta phải làm thế nào nương theo lời dạy của thiện tri thức mà tu hành, ta phải làm thế nào để phụng thờ thiện tri thức, để báo đáp ân huệ của thiện tri thức, ta phải cung kính thiện tri thức, ta nhờ thiện tri thức mà thấy được nhất thiết trí, ta ở chỗ thiện tri thức, không nên sinh tâm trái nghịch hoặc lừa gạt thiện tri thức. Những gì ta thọ giáo ở chỗ thiện tri thức, trong tâm cũng không rùa nịnh thiện tri thức, không thể nói dối đối với thiện tri thức, ta đối với thiện tri thức trong tâm thường tùy thuận lời dạy dỗ của thiện tri thức mà tu hành. Ta đối với thiện tri thức nên sinh khởi tưởng là mẹ hiền, vì xả lìa tất cả pháp ác vô ích mà tu hành pháp lành. Ta đối với thiện tri thức nên sinh khởi tưởng vì cha lành, vì nương tựa theo thiện tri thức mà sinh ra tất cả các pháp lành. Lúc đó thiện tài đồng tử hướng về trường giả giải thoát, rồi tự tạ mà đi, đi về hướng nam đi tìm vị thiện tri thức khác.